phải làm gì khi trẻ nói những lời không hay? Để cùng chúng ta chia sẻ về chủ đề này, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào anh. Xin chào Minh Ngọc và xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, người ta nói là trẻ em như một tờ giấy trắng vậy đó, cho nên mình phải vẽ lên nó những lời hay, ý đẹp, những điều đúng lẽ phải để trẻ có thể học theo và trở thành một người tốt. Nhưng mà trong trường hợp câu chuyện của chúng ta là bé Ngọc rời xa gia đình một thời gian và về quê thì học được những lời lẽ không hay, bé áp dụng ngay ạ. Rồi, nhưng mà em thấy khó quá, mình nó có kè kế bên mà để dạy cho bé cái này không đúng, cái kia không được học đâu. Đúng rồi Minh Ngọc, tại vì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào đảm bảo là 24/24 và trong suốt cái hành trình con lớn lên mình đều bên cạnh con được. Và ở cái lứa tuổi nhỏ đó thì trẻ sẽ không phân định được là đâu là cái điều tốt cũng như đâu là cái điều không tốt. Nên là trẻ cứ thấy người khác làm là trẻ bắt chước thôi. Tại vì ở cái thời kỳ còn nhỏ đó thì bắt chước là một trong những cái cách học tập nó rất là hiệu quả của trẻ. Bé học á, nó có thể rất là dễ, nhưng để mà điều chỉnh được cái hành vi hoặc cái lời nói của bé khi mà bé đã bắt đầu có cái gọi là thói quen ban đầu rồi đó thì nó lại là một cái câu chuyện mà không hề đơn giản. Dạ, và từ đó thì chúng ta thấy cách anh Hoàng dạy em thấy là rất là hiệu quả. Khi bé nói từ không hay thì mẹ và ba lại nói từ hay hơn, rồi dạy bé cái này hay hơn nè, hãy nói đi con, thì cách đó rất là hiệu quả. Trong trường hợp này thì đây là một trong những biện pháp rất là thú vị và cũng phải nói rất là tâm lý của anh Hoàng và chị Hảo luôn. Bởi vì khi mà mình thay thế những cái câu nói không có đẹp bằng những cái lời lẽ mang tính tốt đẹp hơn đó, thì đó cũng là một cái cách. Và cái hay ở đây đó là anh Hoàng đã kéo được bé Ngọc vào cái cuộc chơi này. Thì đây cũng là một trong những cách mà quý vị của chúng ta cũng có thể tham khảo để làm theo. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ lưu ý đến cái việc là trước khi mà cho bé đi đâu hoặc là bé tiếp xúc với những cái đối tượng hoặc là cái môi trường khác nhau đó thì chúng ta cũng cần có những cái sự lường trước đó Minh Ngọc. Tại vì khi mà mình lường trước đó, ví dụ như là chị Hảo đi, chị Hảo sẽ biết rằng là khi mà về quê thì chắc chắn là chị Hảo từ nơi đó sinh ra và lớn lên mà, thì chị Hảo cũng sẽ biết được rằng là nếu như con về quê con tiếp xúc thì có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ABCD gì đó, và trong đó cái chuyện là có thể là con mình sẽ nghe được những cái lời lẽ nó không hay từ miệng của người lớn, mà đôi khi ở dưới quê thì họ không để ý đến như vậy. Nên thành ra rằng là mình cần có cái sự trao đổi với con trước, có những cái điều sau đây thì con nên tránh. Tức là mình giống như là cái việc là mình tạo ra một cái bức rào chắn vậy đó, để con sẽ có thể tiếp cận với môi trường nó không thật sự là an toàn. Nhưng mà con đã có những cái rào chắn đó thì con sẽ biết là cái nào mình nên tiếp thu và cái nào là mình không nên tiếp thu. Tại vì một hành động không được cổ vũ thì chắc chắn rằng là bé cũng sẽ có cái nhu cầu phải thay đổi thôi. Và tất nhiên câu chuyện này nó sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn một tí xíu, hoặc là chúng ta áp dụng theo cách mà anh Hoàng chị Hảo làm thì cũng là một trong những biện pháp. Điều đó để cho thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái biện pháp khác nhau để mình có thể thay đổi và điều chỉnh cái hành vi cũng như là lời nói của trẻ. Nhất là khi mà trẻ mới bị tập nhiễm đó thì nó còn dễ, chứ mà nó để kéo một thời gian rất dài rồi đó, trở thành một thói quen cố hữu rồi đó thì nó sẽ là một cái điều khó khăn hơn rất là nhiều. Dạ, cách làm của anh Hồng Quân chắc chắn là có tác dụng, nhưng mà em nghĩ là sẽ phải tốn khá nhiều thời gian với bé. Em có một chị bạn, chị áp dụng một phương pháp bạo lực hơn. Đó chính là khi mà chị nghe bé nói một từ không hay là chị sẽ đánh bé một cái để cho bé giật mình. Và từ đó về sau thì bé sẽ không nói từ đó nữa. Cách này của chị hình như là khá hữu dụng, cho nên là bé nhà chị ấy không nói từ nào mà không hay cả. Có thể nói đây là một trong những giải pháp mà chắc là cũng sẽ có nhiều người áp dụng chứ không phải là chỉ có lẹ hữu dụng chỉ có bạn của Minh Ngọc đâu. Và đúng là chúng ta đang thấy cái kết quả rồi đó. Tuy nhiên thì xét một cái góc độ nào đó khác thì nó có nên hay không, bởi vì đúng là chúng ta sẽ giải quyết được ngay lập tức, nhưng mà cái chuyện là trẻ sẽ bị tổn thương. Tại vì đôi khi cái đánh hoặc cái tát của người lớn có những lúc nó rất là vô tình, nhưng mà có thể gây những cái hệ lụy về sức khỏe, hoặc là chăng nữa là trẻ cũng sẽ bị sốc ở một cái mức độ nhất định nào đó. Tức là trẻ quá bất ngờ với lại cái cú tát như vậy hoặc là cái đánh như vậy mà trẻ không hiểu được chuyện gì xảy ra. Và rõ ràng rằng là trẻ có nói cái lời đó thì cũng chỉ vì là trẻ không có hiểu câu chuyện thôi mà. Vậy thì chúng ta có nên dùng bạo lực hay không để có thể là giải quyết cái vấn đề này một cách ngay tức khắc? Và chưa kể cái câu chuyện đó thì đôi khi là cái cảm xúc hay là những cái suy nghĩ của trẻ về mẹ hoặc là về người lớn đó, có thể nó sẽ không có thật sự là mang cái tính tích cực như đó đến giờ hình ảnh mà một người cha, một người mẹ xây dựng. Nên bạo lực trong cái chuyện là giáo dục trẻ con luôn luôn là cái điều mà không được khuyến khích. Và chúng ta hoàn toàn có những cách khác, tất nhiên sẽ tốn thời gian hơn, nhưng mà đổi lại thì con sẽ hiểu được một cách thật sự. Mai mốt ví dụ như lại gặp một từ khác nữa thì lại một cái cú tát nữa. Vậy đến khi nào? Và có thể là sẽ có rất nhiều cú tát xảy ra trong cái quá trình nuôi dạy trẻ. Và chắc chắn rằng là điều này nó sẽ không có tốt đến cái sự phát triển của trẻ rồi. cần sự bình tĩnh cũng như là cần sự khéo léo để chúng ta có thể hóa giải và điều chỉnh được những cái lời nói và những cái hành vi mà trẻ bắt chước một cách không có gọi là có chủ tâm đó, thì nó sẽ là một cái điều mà con tin rằng nó luôn luôn là một cái tác dụng tốt. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân đã chia sẻ với quý vị khán giả rất là nhiều phương pháp hữu ích cho quý vị để giải quyết khi mà trẻ nói những từ không hay. Và chúng ta sẽ còn nhiều bí kíp hạnh phúc nữa vào khung giờ phát sóng quen thuộc 16h40 thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân xin chào và hẹn gặp lại.